Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng cái trở lại với Cua Chó Bản Địa Việt Nam. Đấy thì cũng lâu lắm rồi em không lên được video cho các bác, vì dạo này hiếm chó đẹp quá. Thì là hôm nay em sẽ quay cho các bác một cá thể cộc đực rất là đẹp của nhà em luôn. Đấy, cũng là lâu em không lên sóng, bây giờ em quay con này cho các bác xem. Đấy, con này là cộc đực đỏ 13 tháng tuổi. Đó, các bác nhìn khung dáng đứng này, quá là chất luôn này, đỏ tuyền. Con này là đang thay lông cho nên là trạng hơi gầy nha các bác nhá. Con này hiện tại là chỉ được 23kg thôi. Trạng hơi gầy đấy. Đấy, con này là đuôi là cộc. Con này là cộc của quýt nha các bác nhá. Rất là đẹp luôn này. Đấy, và một đặc điểm nổi bật ở con chó này là lưỡi thép. Các bác nhìn lưỡi này, đỏ mà lưỡi thép thì rất là hiếm luôn này các bác này. Đó. Còn về giá đứng đầu thủ con này thì các bác tự nhận xét. Còn theo mắt của em là con này là không có điểm chê luôn về đầu thủ dáng vóc của nó. Tai căng đét, tai lên tự nhiên này các bác này. Nhìn này, tai này cân đối rất là đẹp luôn. Chân rất là cân đối, thẳng tắp nha các bác nhé. Mặt này. Đấy. Con này là đỏ đậm sô-cô-la nha các bác nhé. Hiện tại em đang quay đây là nó đang trong thời kỳ thay lông, cho nên là nhìn màu nó không được đẹp cho lắm. Đó. Này là em đã tập xích cho nó, xích cho quen các bác ạ. Em toàn nhốt lồng thôi cho nên xích nó hơi bị giật. Giật xích cho nên là đâm ra cổ nó ra bị khó thở. Nào. Các bác nhìn dáng đứng này. Quay ngang các bác xem này. À. Con này là không tật lỗi gì nha các bác nhé. Đấy, bác nào thích thì có thể liên hệ với em. Điện thoại em để trên màn hình, em sẽ nhường cho các bác. Con này là một cá thể rất 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 là đẹp luôn. Đấy, trong mắt em. Còn trong mắt các bác, nếu các bác thấy đẹp thì cứ liên hệ cho em. Đấy, các bác nhìn chân này, rất là thẳng luôn này, cân đối này. Đầu thủ đẹp, móng to, tai dựng thẳng đứng luôn này các bác này. Một góc 90 độ trên đầu luôn đấy ạ. Góc nào cũng đẹp. Em quay em không cần tìm góc nha, bởi vì con chó đã đẹp sẵn rồi, em quay góc nào cũng đẹp. Các bác nhìn đầu thủ em này. Phê chưa? Đấy, do hôm trước pam nhau cho nên là ở mắt này có một cái sẹo nhỏ nhá. Đang mọc lông rồi, không vấn đề gì hết. Đực này hay cắn nhau lắm các bác ạ. Các bác nhìn này. Khung hình nó đứng này rất là đẹp này. Rất là cân đối luôn này, đầu thủ này. Mặt rất là đẹp luôn, các bác nhìn mặt em này. Quá là đẹp luôn này. Đấy, con này là bi cà là đủ nha. Với giống sung luôn. Sung hơn cả chủ luôn các bác ạ. Cà đủ hai quả. Răng đủ, không thiếu một cái nào hết. Đó. Bảo hành không tật lỗi 100% luôn. Giọng sủa nó rất là vang ồm luôn nha các bác nha. Các bác nhận con này, nếu các bác là mua con này về mà không ưng thì trả lại em hoàn tiền 100% cho các bác. Đó. Em thả ra chỉ có đi lùng rắn, lùng chuột thôi các bác ạ. Con này có một đặc điểm là lùng chuột rất là ác nha. Rất ghét chuột với mèo luôn đấy. Mèo, chuột, rắn nó rất ghét luôn. Nó lùng nó phải lùng bằng được các bác ạ. Chân này, chân tay thẳng tắp này, rất là đẹp nhé. Đực này em thì không dám thả ra các bác, vì nhà em giờ không quay nữa đấy. Em mà thả ra thì em bắt nó thì đúng là hết hơi luôn. Đấy, nó phải đi chơi cả khoảng 2-3 tiếng nó mới về, cho nên là không quay video được cho các bác. Đang đủ nha các bác nhé. Lưỡi thâm xì luôn này, lưỡi thép này các bác ạ. Đỏ như này gọi là lưỡi thép rồi nha các bác nhé. Nó không phải đen xì như các màu khác, như màu đen, vàng hoặc là một màu nào khác. Đấy, trừ màu đỏ này, lưỡi nó chỉ như này thôi các bác. Đó. Lưỡi, lưỡi thâm này. Gọi là lưỡi thép các bác ạ. Nó đứng rất là đẹp luôn nha các bác nhé. Chân tay rất là thẳng này, không hiền đề này. Su huyền đề thì được, còn riêng cộc huyền đề thì nếu mà đi chứng nhận giống theo bảng tiêu chuẩn ấy thì nó sẽ là chó lỗi các bác ạ. À, còn không vấn đề gì hết. Các bác nhìn này, chân tay thẳng chưa này.
riêng xét về phương diện ăn cọc ấy, thì là yếu tố đầu tiên là về đầu thủ này các bác này. Đấy, như đầu thủ con này là quá ok này, sai dựng thật tắt này các bác này, góc còn 90 độ này so với hộp sọ mặt này. Đấy, còn thứ hai là khung dáng là chân tay là thẳng tắp luôn này, chân tay thẳng đẹp này, cọc nó không to như kiểu hầm hố như xù các bác nhá, thì nó phải cơ bắp. Con này màu nó là đang thay lông cho nên là nó hơi bị ngả vào một xíu, nhưng mà thay lông xong nó lại đẹp các bác nhá, đỏ tuyệt, không một sợi lông khác luôn các bác ạ. Này thì liên hệ với em ngay, điện thoại em là 0926883345, cua ở trong lần điều Việt Nam Zalo em cũng là 0926883345 nhé, bảo hành nuôi chuẩn 100% tận đời cho các bác luôn nhé, bảo hành sức khỏe 10 ngày cho các bác luôn. Các bác chó to này các bác về nuôi thì quá là ok luôn, nó không như kiểu là nhiều rủi ro như kiểu chó con. Rồi cán xích đi. Ở nhà em toàn nuôi nhất thường này các bác ạ. Đó. Cho nên là không xích quen cho lắm, nó hay bị giật xích. Rất là đẹp luôn. Đấy, bác nào bắt con này liên hệ với em ngay nhá. Điện thoại em để trên màn hình nhé là 0926883345. Cứ ở chó Mần Diệp Việt Nam. Quá là đẹp luôn các bạn ạ. Xích ạ. Dạo này nó toàn thay lông với cả nhà em có mấy con cá sa lơ em cho phối cho nên nó hơi gầy một xíu các bác ạ. Đấy, nhưng mà chạy hiện tại là 2-3 cân nhé các bác nhé. Không xịt lạ luôn. Quá là đẹp. Đấy, theo này. Quá đẹp luôn các bạn, bây giờ tìm một con cọc mà như thế này là quá là hiếm. Đấy. À, video đến đây xin kết thúc tại đây nha các bác nha. Bác nào kết em ấy thì cứ liên hệ với em, điện thoại em để trên màn hình cho các bác ấy. Quá là đẹp. Tổng thể này không một lỗi nhỏ luôn. Quá là đẹp. Em xin chào các bác.